chuẩn bị nhá. Nếu sinh viên không chú ý là sau này làm nhầm hoặc là chép nhiều mà không có điểm đâu ạ. Ngay khi chúng ta nghiên cứu cái phần ba lớn, cái phần ba lớn nó là các cái hình thức biểu hiện của giáo trình thẳng dư trong nền kinh tế thị trường. Như vậy trong chương 3 chúng ta đã tìm hiểu cái sự giàu có của nhà tư bản là do sức lao động của người công nhân làm thuê tạo ra. Do sức lao động làm thuê của người công nhân tạo ra và nhà tư bản chiếm không nó đã thuộc về nhà tư bản. Cho nên là cái giá trị thặng dư chúng ta học trong tầm một lớn hai lớn rất là nhiều rồi. Thế thì ở bài học hôm nay này là chúng ta tìm hiểu xem là vậy thì nếu như không gọi là giá trị thặng dư thì trong cái nền kinh tế thị trường những cái hình thức tồn tại của nó của giá trị thặng dư này thì các em sẽ thấy chúng ta thấy rất rõ đó là lợi nhuận. Các hình thức tồn tại của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường đó là lợi nhuận. Như vậy lợi nhuận là hình thức của giá trị thặng dư. Rồi thứ hai đó là lợi tức. Lợi tức này là nó đến từ bản cho vay. Từ bản cho vay của anh tư bản A cho anh tư bản B vay, và sau khi vay xong thì anh tư bản B sản xuất kinh doanh và trả tiền lời cho anh tư bản A đó, thì đây gọi là lợi tức. Tiền lời đó gọi là lợi tức. Và thứ ba đó là địa tô tư bản chủ nghĩa. A là địa tô tư bản chủ nghĩa. Thì đây chính là ba cái hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Hai cái hình thức sau thì cô chỉ nói qua thôi, nhưng riêng cái hình thức đầu tiên thì chúng ta phải phân tích kỹ, bởi vì trong lớp lắng nghe này đồng chí nào đang khổ sau này mà thi vào chỗ này chắc chắn rớt đây. Cho nên cả lớp phải lắng nghe chỗ này nhé. Trong các lớp chất lượng cao thì cô nói rồi, cái lớp này là cô cảm thấy là sợ nhất thôi. Cô nghĩ là lớp này là cái tinh thần học rất là tốt, nhưng càng về sau thì cô lại thấy nó ngược lại với các lớp này. Cho nên là các em phải chú ý nhé. Cái phần thứ nhất đó là các thầy cô hay yêu cầu, đó là phân tích lợi nhuận, lý luận của chủ nghĩa mác về lợi nhuận một. Thế để biết được lợi nhuận thì bao giờ sinh viên cũng phải phân tích cái chi phí sản xuất rồi mới biết được ăn lời bao nhiêu. Phần thứ hai các thầy cô hay yêu cầu sinh viên phân tích đó là tỷ suất lợi nhuận. Người ta yêu cầu cái gì thì phân tích cái đó, chứ đừng có ghi hết vào. Ghi hết vào là các đồng chí chỉ có rớt chứ không có động đâu ạ. Và thứ ba đó là cái lợi nhuận bình quân. Ba nội dung này là hay thi cuối kỳ, cũng là chép đi, nhưng biết cách chép thì sẽ là có điểm cao, nhưng không biết cách chép thì điểm sẽ thấp. Và thế và thứ tư là lợi nhuận công nghiệp thì phần này cũng chỉ nghe thôi. Như vậy các cái nội dung này là cô chỉ nói cho các bạn nghe, còn ba cái phần trên thì sẽ phân tích cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích phần đầu tiên đó là cái lợi nhuận. Thế thì để phân tích được cái lợi nhuận thì trước tiên các bạn phải biết được là cái giá trị thặng dư nó là cái gì đã. Bạn phải nêu được cái khái niệm giá trị thặng dư trong đầu chương 3 nha. Không có khái niệm giá trị thặng dư mất 0,5 điểm. Nên các đồng chí chú ý nhé. Một bạn hãy nhắc lại cho cô khái niệm giá trị thặng dư nhé. Cô xin mời bạn Đỗ Mạnh Cường. Thưa con, cái này của giá trị thặng dư là một bộ phận giá trị mới đâu ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra và là kết quả của lao động không công của công nhân do nhà tư bản. Đó là khái niệm giá trị thặng dư cô đã nói rất nhiều lần ở trong đầu chương 3 và cho đến hết cái phần hai lớn của chương 3 thì cô đã nói rất là nhiều lần.
Bạn nào mà mới vào thì nhắn trong chat cho cô, tôi cô mới vào nha, các bạn đi học trễ. Thế thì ở đây các bạn chú ý cho cô á, khi mình nhắc xong cái khái niệm giá trị thẳng dư á, thì bây giờ chúng ta tư bản sẽ đầu tư như thế nào để có được cái tiền lời, thì đó là cái chi phí sản xuất tư bản chủ yếu. Nếu như ở phần 2 và phần 3 thì ông ở cái phần 1 và phần 2 lớn á, thì cái chi phí sản xuất tư bản này, của nhà tư bản mắc gọi đó là C và V là chi phí. Nhớ không ạ? C và V chính là chi phí mà nhà tư bản bỏ ra để sản xuất, đó là cái phần 2 và phần 3 lớn. Thì từ đây các bạn sẽ thấy rằng là trong xã hội các nhà tư bản muốn tiến hành sản xuất thì các nhà tư bản phải đầu tư C và V. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức tính giá trị của hàng hóa là G sẽ bằng C cộng E cộng VE. Các bạn thấy không ạ? G sẽ bằng C cộng với V cộng VE. Nha. Thế thì cái công thức là G bằng C cộng với V với E thì chúng ta nghiên cứu rất là nhiều rồi. Trong đó C là giá trị cũ, V với E là giá trị mới gồm hai bộ phận. Đó, nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là C này là tư liệu sản xuất, đúng không? Tư liệu sản xuất. Còn V này chính là giá sức lao động, giá trị sức lao động. Đúng không ạ? Còn M là giá trị thẳng dư thì nhà tư bản không có bỏ tiền ra, không có bỏ chi phí. Mà cái V này nó để ra cái M. Chứ nhà tư bản không thể đầu tư cái M này. Chúng ta học rồi, đấy là cái giá trị thẳng dư này. Đúng không ạ? Nhà tư bản chỉ có C và V thôi. Tuy nhiên, khi mà các nhà tư bản sản xuất thì các nhà nói rằng là các nhà tư bản không gọi đầy đủ là cái chi phí là gồm có C và V. Khi các nhà tư bản sản xuất thì các nhà tư bản không gọi chi phí đầy đủ là C và V. Hãy cho cô biết. Vậy các nhà tư bản sẽ đưa ra cái chi phí sản xuất. Và đối với nhà tư bản thì cái chi phí sản xuất này được ký hiệu là gì? Mời lớp trả lời cho cô. Cô xin mời bạn. Phi Nhung. Dạ thưa cô, là được ký hiệu là chữ T. Rồi, như vậy là đối với các nhà tư bản thì các em thấy là các nhà tư bản ấy, bạn Phi Nhung đã trả lời đúng rồi nhá. Thế không đầy đủ là C và V. Mà cái chi phí đó họ gọi đó là K, như vậy K là chi phí sản tư bản chủ yếu. Thì hãy cho cô biết cái K này có đặc điểm như thế nào theo quan điểm của Mark, thì cái K này có đặc điểm như thế nào? K này nó có đặc điểm như thế nào? Theo Mark thì K có đặc điểm như thế nào? Xin mời bạn Trọng Phú. Dạ thưa cô, nghe có vai trò quan trọng bù đắp cho tư bản được giá trị. Đặc biệt, ca có đặc điểm như thế nào?
Rồi, như vậy là bạn trọng phú chưa nắm được. Nguyễn Trọng Phú, Nguyễn Trọng Đại. Hai bạn có anh em gì nhau không? Dạ không, của có mời Tú Quyên nào. Chính xác. Bạn Tú Quyên trả lời chính xác nha. Như vậy, theo các Mark, cái đặc điểm của K này ấy, thì Mark nói rằng là căng chính là bằng C cộng với V đấy. Các nhà tư bản gọi chi phí sản xuất là K. Thì ông vẫn là bằng C cộng V. À, cả lớp chú ý cho cô nha. Đấy, K chính C cộng V. Đây là những cái câu hỏi trắc nghiệm của các thầy cô sẽ học. Theo các nhà tư bản thì chi phí sản xuất gọi là gì và K. Vậy đặc điểm của K thì theo các bác K bằng C cộng V. À, vậy thì nếu như Mark đã lý giải K bằng C cộng V thì cái chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì thì các Mark nói như sau. Đó là phần giá trị của hàng hóa bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng. Đây, cái tư liệu sản xuất đã tiêu dùng để mà sản xuất thì nó là C đấy. Đấy không ạ? À, cái phần mà tư liệu sản xuất đã tiêu dùng chính là C nhá. Và giá cả sức lao động, thì giá cả sức lao động được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa ấy. Như vậy giá cả của sức lao động thì nó là V. Đã thấy không? Đó. Thì đây chính là chi phí sản xuất để sản xuất ra hàng hóa của nhà tư bản. Được chưa? Dễ hiểu không cả lớp? K chính là bằng C cộng V. Mà C chính là cái phần giá trị của hàng hóa vô giá cả của những tư liệu sản xuất là C. Và giá cả sức lao động là V. Thấy không? Đó. Vậy thì từ đây Mark mới nói rằng thế thì cái công thức thứ nhất mà hôm trước đã tìm hiểu đó, từ đây chúng ta sẽ thấy rằng khi mà xuất hiện cái chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là K thì cái công thức giá trị hàng hóa từ công thức 1 đây này bây giờ nó sẽ được chuyển sang cái công thức thứ hai. Hiểu không ạ? Này, công thức cũ đây là công thức 1, giá trị hàng hóa bằng C cộng với V với S. Thì bây giờ nó chuyển thành cái công thức thứ hai, đó là G nó sẽ bằng K cộng với S. Thấy không? Rồi, thế thì cái vấn đề là ở chỗ nào thì về bản chất cô sẽ phân tích cho cả lớp nghe cái chỗ này. Đó là nếu nhìn vào cái công thức thứ nhất này thì chúng ta sẽ thấy nó phản ánh được cái lao động xã hội hình thành nên giá trị hàng hóa. Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa đã lao phí cái tính hàng hóa mà đúng không? Đó, cái này là chúng ta học rồi. Và nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị thặng dư do cái nào đẻ ra, do M đẻ ra đúng không? Nhìn vào đây sẽ thấy phản ánh đầy đủ như thế, có hai ấy, một giá trị của hàng hóa là G là do hao phí lao động xã hội tạo ra. Và nguồn gốc của giá trị thặng dư đó là từ cái sức lao động này, lao động này. Đó, về đẻ ra. Nhưng mà nhìn vào đây có thấy không? Có thấy nào không đẻ ra M không? Hình như là không thấy luôn. Lớp hiểu không? Đó, cho nên mình nhìn vào công thức thứ hai thì em sẽ thấy rằng nó phản ánh hao phí tư bản của nhà tư bản thôi. Và nó không tạo ra cái giá trị hàng hóa đâu. Và dường như là cái công thức thứ hai này nó cho chúng ta cứ nghĩ là ở K nó sinh ra M. Đó. Thế thì nếu K sinh ra M thì có nghĩa là tôi đầu tư sau đó tôi thu về tiền lời tôi chả bóc lột ai cả. Hiểu không ạ? Tôi sau khi tôi đầu tư thì tôi có tiền lời. Như vậy tôi không bóc lột lại hết trơn. Minh Tuấn vào trễ quá Minh Tuấn nhé. Minh Tuấn vào trễ nhưng... Mới bấm lộn ao em giống chị 46 điện nhanh. À thế hả? Dạ. Rồi rồi. Thế thì ở đây các em chú ý cho cô là nhìn vào cái công thức thứ hai này thì chúng ta nghĩ là ổ K sinh ra M. Thế nhà tư bản có bóc lột công nhân không? Thì không. Mà tư bản không bóc lột công nhân. Vậy thì điều này có nghĩa là cái công thức thứ hai chúng ta thấy nó rất dễ dàng chi đậm cái thực chất bản chất của chủ nghĩa tư bản. Đó. Đó. Như vậy thì Mark mới nói rằng
Thế thì rõ ràng rằng khi mà nhà tư bản đã đầu tư cái vốn đầu tư hay là cái chi phí là ca này thì nhà tư bản luôn phải quan tâm đến ca này. Ông Mark ông nói thế. Nhà tư bản luôn quan tâm đến cái chi phí sản xuất này. Bởi vì nó là cái yếu tố thực sự của lỗ và lãi khi mà nhà tư bản đầu tư kinh doanh. Đó, nên nhà tư bản luôn tìm mọi cách để tiết kiệm tốt nhất cái chi phí sản xuất. Nha. Nhà tư bản sẽ tìm cách tiết kiệm cái chi phí sản xuất này. Làm sao để có chi phí thấp nhất và tiện lợi cao nhất. Đó. Đó là K là cái yếu tố của lỗ và lãi. Vậy thì từ đây thì các em chú ý cho cô cái bản chất của lợi nhuận là cái gì để chúng ta bắt đầu đi phân tích cái phần lợi nhuận. Như vậy sau này khi mà các thầy cô yêu cầu phân tích lý luận của Mark về lợi nhuận thì các em phải phân tích chi phí sản xuất, sau đó thì phân tích về lợi nhuận. Xong cái phần bản chất xong, không viết sang các phần khác nữa, nhớ chưa? Cô dặn rồi mà sau này thi vào câu này, bạn nào mà còn viết lan man thì lỗi là ở các em chứ không phải lỗi ở định mệnh gì đâu ạ. Được chưa? Nha. Thế thì bản chất của lợi nhuận á, thì các em chú ý cho cô đó là từ đâu mà có lợi nhuận và lợi nhuận là gì lại là một cái phần nữa này. Giữa cái hàng hóa, giữa cái giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất luôn có một khoảng chênh lệch. Như vậy giá trị hàng hóa là G, đúng không ạ? Đó, mà trong khi đó các em thấy là chi phí sản xuất lại là K, đúng không? Thì giá trị hàng hóa là cái mà nhà tư bản tính khi mà người ta sản xuất xong một hàng hóa, đúng không? Với cái chi phí sản xuất. Thế thì nếu như chúng ta lấy cái giá trị hàng hóa, chúng ta trừ đi cái K này, thì nó sẽ bằng một cái khoản là cái lợi nhuận, đúng không ạ? Lấy cái này trừ đi cái này thì nó sẽ bằng cái kết quả, thì cái kết quả này ông gọi đó là lợi nhuận. Có hiểu không? Đó. Cho nên giữa sản xuất trị hàng hóa và chi phí sản xuất luôn có một khoản chênh lệch. Thế thì do đó sau khi bán hàng hóa ngang giá nhé, sau khi bán hàng hóa ngang giá, nhà tư bản không những bù đắp đủ số chi phí đã ứng giá, nghĩa là đã lấy đủ được cái này rồi, bán ngang giá là G này, hiểu không ạ? À, bán ngang giá là G này. À, thì nhà tư bản không những bù đắp đủ số chi phí đã ứng ra mà còn thu được cái số chênh lệch bằng với M, thấy mà. À, còn thu được cái số chênh lệch bằng với M thì số chênh lệch đó được gọi là lợi nhuận và ký hiệu là P. Đó là lợi nhuận, khái niệm lợi nhuận và ký hiệu là P. Lớp đã hiểu chưa ạ? Nha. Rồi, như vậy, từ công thức thứ hai, G bằng K cộng M, thức thứ hai này nha, thì nó sẽ chuyển sang công thức thứ ba. Công thức thứ ba đó là gì ạ? G bằng K cộng P. Các em thấy không? À, như vậy, P thì nó sẽ bằng G trừ K. Vậy thì từ đây suy ra, các em chú ý cho cô, cái công thức tính giá trị hàng hóa thì nó gồm có những công thức nào? Công thức tính giá trị hàng hóa gồm có 3 công thức. À, hôm trước là chúng ta được học một công thức thôi, thì đến bây giờ chúng ta thấy cái công thức tính giá trị của hàng hóa nó sẽ gồm có 3 công thức. 3 cái công thức tính để chúng ta nhìn thấy được luôn cả cái bài học của hôm nay. Thì chúng ta sẽ có bài. À, cô xóa cái chỗ này đi để các bạn hình dung này. Đây. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có công thức thứ nhất đó là G bằng C cộng V cộng M. Đúng không ạ? G bằng C cộng V cộng M. Được chưa? Đây là công thức 1. Cả lớp nhớ chưa? Đó. Nha, công thức 2, công thức 3. Này, để biết rằng là khi nó ở bề mặt của nền kinh tế thị trường, người ta không gọi là giá trị tăng dư, người ta gọi là lợi nhuận, thì mình phải biết được. À, người ta không gọi là cái chi phí sản xuất là C và B, người ta gọi là K, thì mình cũng biết được cách tính luôn. Như vậy từ đây các em chú ý cho cô, à,
Thế thì nhà tư bản cá biệt, đối với nhà tư bản cá biệt nha, khi nào thì sẽ thu được lợi nhuận, khi nào nhà tư bản thu được lợi nhuận thì nhà tư bản cá biệt chỉ cần bán hàng hóa với giá cả cao hơn chi phí sản xuất ra thì cũng đã thu được lợi nhuận rồi, hiểu không ạ? Như vậy khi nào sẽ có lợi nhuận thì chỉ cần nhà tư bản cá biệt thôi, chỉ cần bán hàng hóa với giá cả cao hơn chi phí sản xuất thôi là đã có được lợi nhuận rồi, nghe rõ chưa cả lớp? À, đó, chỉ cần bán cao hơn cái chi phí bỏ ra thôi. À, thế thì ở đây rõ ràng rằng đối với bất kỳ một nhà tư nào thì anh ta cũng quan tâm đến lợi nhuận hết. Nên để có lợi nhuận thì anh ta phải suy nghĩ về vấn đề chi phí sản xuất ra, về vấn đề giá bán vân vân, đúng không? Cho nên yếu tố nào là mục tiêu, là động lực của các nhà tư bản trong quá trình sản xuất thì đương nhiên chỉ có lợi nhuận thôi. Lợi nhuận chính là mục tiêu, là động cơ, động lực của mọi hoạt động sản xuất. Được chưa? Đây, vậy thì ở đây chúng ta mới thấy vậy bản chất của lợi nhuận là gì? Chỗ thục nghi mãi yếu, mạng yếu, cho nên cứ bị văng ra ngoài. Vậy thì bản chất của lợi nhuận là gì? Thì chúng ta sẽ thấy này, cái bản chất của lợi nhuận thực ra chính là tài chính thẳng dư. Đây, cho nên cả lớp chú ý là theo các mác trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giữa lợi nhuận và giá trị thẳng dư có mối quan hệ với nhau. Có quan hệ, có quan hệ gì? Bản chất của lợi nhuận chính là giá trị thẳng dư. Lớp hiểu chưa? Ồ, đấy, quan hệ của nó đây. Bản chất của lợi nhuận chính là giá trị thẳng dư. Chú ý, mỗi một ý trong bài câu hỏi của cô đều lấy từ sách giáo trình ra. Và mỗi một ý như vậy là một câu hỏi trắc nghiệm. Hãy học và ôn thi là thật tốt. Bài PowerPoint của cô chính là nội dung học chính, từ cái câu hỏi trắc nghiệm, từ ở kiến thức biết cho đến kiến thức hiểu vận dụng. Mỗi một ý là một cái câu hỏi trắc nghiệm. Nhớ chưa? À, cho nên các em chú ý nhé. Bản chất lợi nhuận chính là giá trị thẳng dư. À, cho nên là các bạn chú ý, đó là cái phần bản chất của lợi nhuận cô đã phân tích xong. Bây giờ cô phân tích sâu thêm một tí nữa. So sánh giữa P và M, các em sẽ thấy nếu như M nó thể hiện là do cái gì sinh ra, do V sinh ra. À, so sánh này, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác nhau về chất. Theo về chất như thế nào? M là do V sinh ra. Và chất đó, giá trị thẳng dư là do V sinh ra. Nhưng P thì chúng ta thấy là nó không biểu hiện ra. Nó chỉ là hình thức biểu hiện của M, nhưng mà nó bị che giấu đi. Cho nên ở đây các em sẽ thấy nó là con đẻ, có nghĩa là nó là sản phẩm của cái K, tư bản ứng trước của K. Mà K này lại chính là bằng C cộng V. Đấy, đúng không? Đó, K này là tư bản ứng trước, còn gọi là chi phí. Cho nên cái P này, này nó đã che giấu quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa bằng một gốc thực sự của nó. Được chưa? Đấy. Và nếu như chúng ta so sánh, ở đây chúng ta sẽ thấy đối với một tư bản cá biệt nhé, thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô này, về lượng nó cũng khác nhau, quan hệ cũng nó phụ thuộc vào quan hệ cung cầu, cho nên thành ra quan hệ giữa M và P cũng khác. Bây giờ về quan hệ cung cầu thì nó ba cái mối quan hệ này, bằng hoặc nhỏ hơn hoặc lớn. Mà nói đến lợi nhuận, tức là người ta nói cái quá trình bán, đúng không ạ? Cái quá trình bán, cái lợi nhuận ở đây là cái quá trình bán. À, chỉ cần anh bán cao hơn thôi là anh đã có lợi nhuận. Thế khi mà cung phụ thuộc vào cung và cầu, bây giờ anh bán bằng thì P và M bằng nhau, hiểu ạ? Nếu như cung mà nhỏ hơn cầu, có nghĩa bây giờ giá bán là cao hơn rồi đấy, thì cái P này nó sẽ lớn hơn cái M, hiểu không? Đó. Thế bây giờ là cung mà nó lớn hơn cầu thì bây giờ hàng hóa quá dư thừa đây, anh phải giảm giá. Vậy thì điều này chứng tỏ là anh giảm giá thì anh bán giá thấp hơn so với cái giá trị rồi, thì cái P này nó sẽ nhỏ hơn M. Đấy là trong trường hợp của tư bản cá biệt. Tuy nhiên xét trong toàn bộ xã hội thì tổng P luôn bằng tổng M nhé. Đó, cho nên P là hình thái biến tướng của M thôi. Đó là cái phần bản chất lợi nhuận cô đã phân tích xong. Bây giờ đến tỷ suất lợi nhuận nha. Tỷ suất lợi nhuận là cái phần sau này cũng thi luôn. Đây là câu số 2 trong phần chương 3 này. À, như vậy khi phân tích lợi nhuận là không được sang phần tỷ suất, đâu các đồng chí ạ? À, hoặc cái gì trả lời cái đó. Vậy thì trong cái phần này để phân tích được bài, trước hết là phải nêu khái niệm lợi nhuận.
phải nêu khái niệm lợi nhuận thế nào. Sau khi nêu khái niệm lợi nhuận thì bắt đầu mới nêu khái niệm tỷ suất lợi nhuận. Các bạn nhớ chưa? Không có phân tích thì các bạn sẽ mất là 0,5 điểm. Không có trình bày khái niệm thì sẽ mất 0,5 điểm. Thế thì một bạn hãy nhìn trong sách giáo trình và cho cô biết tỷ suất lợi nhuận là gì. Mời cả lớp. Mời Hoàng Anh. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận và tổng giá trị của tư bản trước được ký hiệu là bên phải. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Anh. Như vậy tỷ lợi nhuận nó là cái gì thì các em cứ nhìn xem ở trong sách đó. Chỉ phần trăm giữa lợi nhuận và toàn bộ giá trị tư bản đúng chưa? Ký hiệu là B phải. Đó, ký hiệu là B phải. Rồi, thế thì cái công thức tính của nó sẽ là gì? Đây, tỷ suất lợi nhuận là B phải, là tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận, đúng không? B này, và toàn bộ tư bản ứng trước đây. Tư bản ứng trước tức là cái phần tiền mà ứng ra trước để mà sản xuất, như là C, và phần tiền trả lương cho người công nhân là anh phải ứng trước đó. Sau khi bán đi thì anh mới thu về chứ, hiểu không? Đấy, cho nên là các em chú ý. Vậy thì từ đây, các thầy cô sẽ hỏi, các em chú ý, tỷ suất lợi nhuận phản ánh cái gì? Thì nó sẽ phản ánh cái mức doanh lợi đầu tư của tư bản là bao nhiêu. Bởi vì nhìn vào đây mới biết được là tỷ anh sẽ có được bao nhiêu phần trăm khi anh đầu tư. Anh đầu tư xong anh lời được bao nhiêu phần trăm. Đó. Cho nên nó sẽ phản ánh cái mức doanh lợi của tư bản khi mà đầu tư. Được chưa cả lớp? Nó sẽ phản ánh cái mức doanh lợi khi mà đầu tư tư bản. Được chưa? Các em chú ý, cứ mỗi một ý như thế này là một câu hỏi trọng điểm. Vậy thì tỷ suất lợi nhuận phản ánh các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận là những nhân tố nào? Cái này là các thầy cô hay hỏi, anh chị hãy phân tích là cái lý luận của Marx về tỷ suất lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Các em chú ý, cái chỗ này thì chúng ta phân tích nhiều rồi đây. Nhân tố thứ nhất là tỷ suất giá trị tạm dừng, tức là M nhỏ phẩy mà cô đã phân tích cho các em rất kỹ trong bài hôm trước ấy. Cái này đưa ví dụ từ cái bài hôm trước rồi, hiểu không? Đưa cái ví dụ mà cô cho là giá trị mới là V cộng M bằng 9.000 đô, hiểu không? Đưa cái bài đó vào được. Hoặc là đưa cái bài ví dụ về cái phương pháp sản xuất giá trị thẳng dư cũng có tỷ suất giá trị thẳng dư này. Nhớ chưa? Chúng ta cứ đưa vào là chúng ta sẽ hiểu thôi. Tỷ suất giá trị thẳng dư M nhỏ phẩy này, đưa cái ví dụ của bài hôm trước vào nhé, trong phần tỷ suất giá trị thẳng dư hay trong phần phương pháp sản xuất giá trị thẳng dư. Thế thì chúng ta sẽ thấy, cứ một ý đây là một câu hỏi trọng điểm. Tỷ suất giá trị thẳng dư càng cao thì tỷ suất lợi nhuận cũng càng cao. Được chưa? Nếu như tỷ suất giá trị thẳng dư càng cao thì tỷ suất lợi nhuận cũng càng lớn. Đó là cái thứ nhất, nhân tố ai ảnh hưởng. Và đấy là điều đương nhiên đó. Nhân tố thứ hai là cấu tạo hữu cơ của tư bản. Cấu tạo hữu cơ tức là C trên V. C là tư liệu sản xuất, V là sức lao động, đúng không ạ? Tư bản bất biến và tư bản khả biến, đúng không? Đó, tư bản bất biến, tư bản khả biến. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu M phải không đổi, cấu tạo hữu cơ của tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm. Chính xác rồi đó. Tại sao cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao? Ví dụ, cấu tạo hữu cơ của tư bản nếu 1:1 hoặc là 1:2 thì nó lại khác. Nhưng ở đây lại là gì? Cấu tạo hữu cơ tư bản, giả định như cấu tạo hữu cơ của tư bản là 6:1 là thua rồi. 6 ở đây là C. C mà 6 phần mà V chỉ có 1 thôi thì nhà tư bản không có lời. Bởi vì trong bài học hôm trước chúng ta đã nói các cái nhân tố mà nó cũng ảnh hưởng đến cái tỷ suất giá thẳng dư, về các cái nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thẳng dư là hôm trước bạn đã xem rồi. Nếu nhà tư bản nào mà càng có nhiều công nhân thì mới càng có nhiều tiền lợi,
tức là cái phần khối lượng giá trị thẳng dư các bạn. Thì chúng ta thấy là nếu như ông nào mà càng có nhiều công nhân, càng có nhiều công nhân và cái tư bản khả nghi càng nhiều ấy, thì là mới có nhiều giá trị thẳng dư, cái quy mô sản xuất mới tăng, nó mới lớn. Để với lượng giá trị thẳng dư nó phản ánh cái quy mô là lớn hay nhỏ, ông phải có nhiều công nhân thì quy mô mới lớn. Chứ còn đầu tư vào máy móc mà đầu tư nhiều, đầu tư về sức lao động mà thuê ít thì không có tiền lớn. Bởi vì chúng ta đã nói là tất cả giá trị thẳng dư đều do sức lao động của công nhân tạo ra hết. Đấy. Thế có bạn hỏi, thế càng ngày máy móc càng thay con người mà cô, đúng, máy móc thay con người, nhưng mà nó chỉ thay ở một số cái kỹ thuật nhất định thôi, chứ máy móc làm sao thay được tư duy con người, nó làm sao nhận thức được thế giới, nó làm sao nhận thức được cái tình hình kinh, bạn hiểu không ạ? Làm sao thay được, cho nên là cái người mà ngày càng giỏi ngày càng nhiều thì người ta phải thuê, xã hội càng cao thì đương nhiên trình độ phải càng cao, khi nào mà có cái sức lao động, ông nào đầu tư sức lao động nhiều thì mới có tiện lợi. Chứ cái cấu tạo hữu cơ của tư bản mà cao như thế này thì đương nhiên là cái tỷ suất lợi nhuận nó sẽ rất là thấp. Bạn lưu ý nha. Và cái thứ ba là tốc độ chu chuyển tư bản. Cái tốc độ chu chuyển tư bản, tức là cái N đây này. N mà chúng ta cũng phân tích rồi mà cô đã đưa ví dụ trong cái phần tốc độ chu chuyển tư bản rồi, đưa ví dụ vào đây. Nếu tốc độ chu chuyển tư bản càng lớn, anh được nhiều vòng thì tần suất sản sinh ra M càng cao, nó là điều đương nhiên rồi, càng tăng. Mỗi ý nào câu hỏi trong miệng mà tỷ suất lợi nhuận sẽ cũng tăng. Cái này lấy ví dụ trong cái bài chấm cô ra cũng được. Chu chuyển tư bản, anh quay được một năm là 20 vòng, anh phải đi ăn về nhiều giá trị thẳng dư, và từ giá trị thẳng dư đó anh tích lũy, anh lại mở rộng sản xuất ra. Cuối cùng đó là cái tiết kiệm tư bản bất biến. Đây, cái này nó ngược lại với cái thứ hai này, thấy không ạ? Bởi vì tư bản bất biến là C. Bây giờ ngược lại, anh khi nào mà cái tư bản bất biến anh đầu tư ít, hiểu không? Mà cái V phải đầu tư cao được thì tỷ suất lợi nhuận lại mới lớn được. Cái hai cái bốn này nó ngược lại đi, thấy không ạ? Nó thành ra nếu như anh đầu tư cái hai cái C mà nhiều thì lợi nhuận giảm. Bây giờ anh đầu tư cái C mà ít đi thì lợi nhuận lại tăng lên, đúng không ạ? Cái này rất là dễ luôn, đó là các nhân tố ảnh hưởng đến cái tỷ suất lợi nhuận. Chúng ta đã phân tích xong. Các bạn về nhà các bạn suy nghĩ cho cô xem là vậy thì cái kết quả của cái tức là chúng ta nói cái mặt tích cực và tiêu cực ấy, về nhà tìm hiểu xem cái mặt tích cực và tiêu cực của cái vấn đề lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Có nghe rõ bạn nói đi.
sẽ không nói về khái niệm mà mình sẽ nói từ cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh là cơ chế cho sự hình thành lợi nhuận bình quân, là sự ganh đua quyết liệt giữa các chủ thể kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật điều kiện thuận lợi. Cạnh tranh gồm hai loại hình chính, đó là cạnh tranh nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. Thì chúng ta sẽ đến với cạnh tranh nội bộ ngành, là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu thụ một loại hàng hóa dịch vụ nào đó. Rồi đến với phần biện pháp thì là cải tiến quản lý, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, và kết quả là hình thành giá trị thị trường hay giá trị xã hội của hàng hóa. Tiếp theo là cạnh tranh giữa các ngành, với khái niệm là cạnh tranh giữa các nhà tư bản kinh doanh ở các ngành sản xuất ra các loại hàng hóa khác nhau nhằm giành giật nơi đầu tư có lợi nhất. Biện pháp thì là dịch chuyển tư bản đầu tư từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp đến ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, và kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân trong các ngành sản xuất khác nhau. Thì đến với công thức của tính lợi nhuận bình quân thì là B bằng B phẩy nhân K, trong đó K là giá trị tư bản trước. Và tiếp theo đó là giá cả sản xuất, là giá cả mang lại lợi nhuận bình quân, góp phần quan trọng giúp điều tiết giá cả thị trường. Giá cả thị trường sẽ có sự xoay quanh giá cả sản xuất. Thì công thức để tính chi phí sản xuất là bằng K cộng B. Và đến với phần tiếp theo đó là ý nghĩa đối với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. Nó nói về lợi nhuận thì đầu tiên đó là lợi nhuận thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thì sẽ áp dụng vào những kỹ thuật mới, đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, dẫn đến trình độ của người lao động ngày càng nâng cao và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển lên một tầm cao mới. Thứ hai, đó là lợi nhuận thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển. Mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất là thu được lợi nhuận tối đa, từ đó thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, kéo theo là sự phát triển của quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Thứ ba, lợi nhuận là động lực phát triển của doanh nghiệp. Kinh doanh tốt sẽ tạo ra được nhiều lợi nhuận, và khi lợi nhuận nhiều sẽ tạo được ra khả năng để đầu tư tái sản xuất, mở rộng làm cho quy mô quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng. Nó thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Và thứ tư, đó là lợi nhuận thúc đẩy quan hệ kinh tế quốc tế. Nó thúc đẩy quá trình mở cửa của nền kinh tế nhằm mở rộng việc trao đổi hàng hóa, trao đổi khoa học kỹ thuật. Lợi nhuận cao hơn đòi hỏi các nước phải tăng cường liên doanh, liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới trên nguyên tắc bình đẳng có lợi. Và cuối cùng, lợi nhuận thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội thì nó sẽ tích lũy nhiều vốn, kích thích các chủ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất để thu được lợi nhuận cao hơn. Và tiếp theo là phần tiến trình của bạn
cái gì? Thì mà chương trình phần số 3 đó là về đặc điểm của xuất khẩu tư bản trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. Về khái niệm xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài nhằm mục đích thu được giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhập khác ở các nước nhập khẩu tư bản. Thì ví dụ như là các công ty sẽ cử người sang nước ngoài để thành lập những công ty con nhằm thu lợi nhuận cho công ty trong nước. Thứ hai là các hình thức xuất khẩu tư bản. Thứ nhất là đầu tư trực tiếp, là hình thức xuất khẩu tư bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư để trực tiếp kinh doanh, thu lợi nhuận, biến nó thành lợi chi lấy. Bỏ bài xuống đi. Tự nhiên sang xuất khẩu tư bản là gì? Cái bài làm này sau này đi thi là các em được 1 điểm trên 5 là rớt rồi đấy. Bài làm không có trọng tâm, không chú ý trọng tâm. Không phải các em cứ không biết là có điểm, cứ cho các em làm mới biết được sau này các em sẽ làm bài thế nào. Đối với phần này, để làm được bài, cô hướng dẫn như sau. Coi là cô vừa giảng vừa ôm luôn trả lời. Cái phần này thì các em chú ý cho cô, nó chính là cái mục D nhập ở trang 114. Đối với phần cô yêu cầu phân tích, cứ mở sách giáo trình ra mà biết. Lúc này cứ ngủ đi rồi sẽ nhận được kết quả rất khá nhiều. Bởi vì làm bài cô thấy toàn làm sai thôi. Các lớp khác cũng lớp chất lượng lượng cao nhưng mà cô cảm thấy rất là mến, rất là thích. Ở đây cô yêu cầu là phân tích lợi nhuận bình quân thì cứ mở sách giáo trình ra, chúng ta chép vậy. Nó có hai trang hơn một chút. Thế để làm được phần này đầu tiên phải nêu cho cô khái niệm lợi nhuận là gì. Khái niệm lợi nhuận. Sau đó thì nêu cái khái niệm về cái gì gọi về cái lợi nhuận bình quân. Nếu mà các bạn nêu được cái khái niệm tỷ suất lợi nhuận ở phần trên vào cũng được. Khái niệm lợi nhuận, khái niệm tỷ suất lợi nhuận, sau đó đi đến phần lợi nhuận bình quân là 0,5 điểm. Thì phần lợi nhuận bình quân sách viết cái gì cứ viết vào thẳng nó luôn. Viết trong sách ấy. Bắt đầu từ cái câu là cạnh tranh giữa các ngành là cơ chế cho sự hình thành lợi nhuận bình quân. Như vậy, lợi nhuận bình quân do đâu mà có? Do cạnh tranh mà có. Đó là cạnh tranh giữa các ngành với nhau. À. Các em không cần phải phân tích các loại cạnh tranh vào đây làm gì đâu ạ. Chả có ý nghĩa gì cả. Cái đó là phần tất yếu phải hiểu rồi. Cho nên nhóm thuyết trình có viết cái phần đó vào cũng chẳng điểm, tốn thời gian, tốn mực, tốn giấy. Em hiểu không ạ? Thầy cô hỏi cái gì thì mình phân tích cái đó, mình trình bày cái đó. Thầy cô không hỏi mà cứ ngồi viết, viết cũng bằng không, trả được điểm. Tốn công, tốn sức, tốn giấy, tốn mực. Thì đó không thuộc về nội dung trọng tâm nhé. Đó. Như vậy thì ở đây các em chú ý cho cô là
cũng thầy cô cũng có thể hỏi câu hỏi trắc nghiệm ở chỗ này, đó là lợi nhuận bình quân do đâu mà có, hoặc là nguyên nhân hình thành lợi nhuận bình quân là gì, đó là do cạnh tranh giữa các ngành. À, thì sự cạnh tranh giữa các ngành chính là cơ chế cho sự hình thành lợi nhuận bình quân. Đấy. Và cạnh tranh giữa các ngành ở đây các em sẽ thấy là giữa các ngành khác nhau trong sản xuất kinh doanh. Đấy. Thì khi mà các ngành mà khác nhau trong sản xuất kinh doanh cạnh tranh với nhau thì dẫn đến tỷ suất lợi nhuận giữa các ngành cũng khác nhau. Và trong bài trong sách người ta đã có ví dụ rồi, giả sử cái chính là ví dụ, mình cứ chép trong sách giáo trình ấy, mình không viết chữ giả sử mà mình đưa chữ ví dụ luôn, nó hiểu không ạ? Phần này lại dễ, phần này bởi vì sách người ta có ví dụ rồi. À, thì mình sẽ đưa ví dụ của ba ngành khác nhau ra trong sách giáo trình người ta phân tích: ngành dệt, ngành da, ngành cơ khí. Thấy cái bảng biểu ở trang 115 không các bạn? Bạn có thấy không ạ? Giữa ba ngành khác nhau ra, đó là ngành dệt, ngành da và ngành cơ khí, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái sự đầu tư yếu tố C và B ba ngành. Cái này là vốn nó khác nhau, do đặc điểm của mỗi ngành sản xuất khác nhau, cho nên cấu tạo hữu cơ của vốn tư bản ở từng ngành nó cũng khác nhau. Và các em sẽ thấy ông cơ khí đầu tư cũng 100 × 80 C 20 V, ông dệt 70 C 30 V, ông da 60 C 40 V. Em thấy không? À, tỷ suất giá trị thặng dư của các ông này đều là 100%. Như vậy giá trị thặng dư thu được của ông da là 40, ông dệt 30, ông cơ khí 20. Tỷ suất lợi nhuận thì cũng giống như vậy. À, tỷ suất lợi nhuận bình quân đã bình quân thì bằng nhau rồi. Và lợi nhuận bình quân thì cũng bằng nhau. Giá cả sản xuất thì như nhau. Như vậy thì ở đây, sau khi mà chúng ta nhìn vào trong cái bảng này, thì lớp trả lời cho cô. Vậy thì cái tỷ suất lợi nhuận của các ngành khác nhau là phụ thuộc vào yếu tố nào? Cái tỷ suất lợi nhuận của các ngành khác nhau thì sẽ phụ thuộc vào yếu tố nào? Ai biết? Đấy, người ta biết là đây này, ở các ngành sản xuất kinh doanh khác nhau, à, thì do là điều kiện tự nhiên khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, cách thức tổ chức khác nhau, vân vân, thì cuối cùng là tỷ suất lợi nhuận của các ngành khác nhau. Vậy tỷ suất lợi nhuận của các ngành khác nhau là phụ thuộc vào, phụ thuộc vào các cái yếu tố trên, thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái cách thức tổ chức quản lý nữa. Và từ đây thì cái lợi nhuận bình quân của các ngành khác nhau nó cũng phụ thuộc vào cái yếu tố đó luôn. Hãy chọc có biết đó là các yếu tố nào. Đọc xong mà không suy luận được là phải xem. Không có ai biết ạ, có 10 đạn nào. Dạ em đây cô ạ.
Rồi bạn Đại không trả lời được, cũng mời bạn này. Trần Châu Anh Kiệt. Dạ cô là cái dòng sự khác nhau về giờ có sức và giá trị học dư. Không phải. Chưa phải rồi, có mời các bạn khác nữa này. Như vậy các bạn không có đọc ở phần trên rồi. Các bạn không đọc cái câu ở trên rồi cho nên các bạn không hiểu được rồi. Có một Phạm Thành Thuận nè. Hai yếu tố là giá bán và chi phí trung bình để sản xuất sản phẩm. Do cái gì ạ? Giá bán và tỷ suất gì? Phí trung bình để sản xuất sản phẩm. Do chi phí sản xuất của sản phẩm. Như vậy cái chi phí đó là cái gì hả em? Chi phí đó là gì? Nhưng mà trong đây có ca không? Trong bài có ca không? À, cô là C cộng V. À, như vậy cái chi phí ở đây là C và V. Như vậy ba ông này đầu tư C và V khác nhau đúng không em? Dạ. Ông nào đầu tư V cao nhất thì ông nó có lãi nhiều nhất, có tỷ suất lợi nhuận nhiều nhất, có thấy không? Ông ra này là ông có cái lợi nhuận cao nhất ấy. Sau đó lên ông dệt rồi nó cơ khí thấp nhất ấy. Trong cơ khí đầu tư C cao quá. Như vậy bạn Thành Thuận đã phát hiện ra một ý rồi. Thì sách giáo trình người ta biết đấy. Là do cái cấu tạo hữu cơ của vốn của tư bản ở các ngành khác nhau, có nghĩa là cái vốn đầu tư hay còn gọi là cái chi phí là cái tư bản ứng trước ấy, là C và V nhé. Trong sách này thì chúng ta thấy đó là C và V, đúng không ạ? Tức là cái phần tư bản ứng trước này, tiền ứng trước là C và V đầu tư khác nhau, cho nên là cái lợi nhuận, cái tỷ suất lợi nhuận khác nhau, và do đó lợi nhuận bình quân của các ngành khác nhau nó cũng có cái kết quả như vậy. Như vậy chúng ta chốt lợi nhuận bình quân của các ngành khác nhau nó sẽ phụ thuộc vào lượng tư bản ứng trước là C và V. À, đọc sách xong là phải hiểu được người ta nói cái gì về bản chất nhá. À, và cái sự tắt cam của một số người cũng là biểu hiện cho sự đi xuống rồi đó. Mấy hôm cô đã theo dõi rồi. À, chỉ tắt cam là chỉ có mục đích. Tại sao mấy ngày trước không mở được mà mấy ngày hôm nay các bạn lại bắt đầu là nhiều người không mở cam nữa, chứ không riêng gì là lớp trưởng là báo là căng hưng đúng không? À, hôm nay rất nhiều người không mở cam nữa. Như vậy thì các em sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận bình quân của các ngành khác nhau nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng tư bản ứng trước là C và V sau cái phần mà chúng ta mới phân tích. À, vậy thì khi mà mọi người thấy những cái nhà tư bản thấy cái ngành da này đầu tư ngon lành càng đào có lời rồi, bây giờ người ta lại bắt đầu xuất hiện cái sự là chuyển vốn kinh doanh, chuyển từ các cái ngành này sang cái ngành da để người ta kinh doanh. Thế khi mà đầu tư vào ngành da nhiều quá thì nó lại dẫn đến sự dư thừa sản phẩm, tức là nguồn cung sẽ lớn hơn nguồn cầu, thì mà lại ế thừa thì cái ngành da đến một lúc nào đó nó lại không phát triển nữa, và người ta lại bắt đầu là chuyển, người ta lại chuyển sang cái ngành mà đầu tư mà lại có lãi, đầu tư vào cơ khí. À, và khi mà cơ khí đến một thời điểm nhất định là nó tăng lên rồi, nhưng mà người ta cứ đầu tư nhiều quá thì nó lại thế nào, nó lại dẫn đến cung lớn rồi nó lại gì, nó lại di chuyển vốn, có hiểu không ạ? Bởi vì
cái này là nó sẽ cho thấy cái sự di chuyển vốn của các nhà tư bản, các bạn sẽ thấy rất rõ luôn. À, cho nên là khi tỷ suất lợi nhuận ở ngành cơ khí cao thì cái ngành da và cái ngành khác sẽ chuyển vốn đầu tư vào cái ngành này. Thì đây là cái hiện tượng di chuyển vốn rồi, cho nên hình thành cái tỷ suất lợi nhuận bình quân. Và cái tỷ suất lợi nhuận bình quân thì ký hiệu là P phải gạch ngang ở trên. Được chưa? À, và tỷ suất lợi nhuận bình quân ở đây nó là gì? À, tỷ suất lợi nhuận bình quân là gì ạ? Gọi là cái P phải ạ, các bạn chú ý cái này. Nó là tỷ lệ phần trăm tỷ suất lợi nhuận bình quân, các bạn lưu ý này. À, trên bài giảng của cô thì cô cũng khái quát một số cái nội dung thôi. À, tỷ suất lợi nhuận bình quân. Thì cái lợi nhuận bình quân là gì thì chút xíu nó sẽ có, các bạn đã nắm được cái phần lợi nhuận bình quân rồi thì chúng ta sẽ nắm được cái lợi nhuận bình quân chút xíu nữa cô sẽ nói sau. Thế còn tỷ suất lợi nhuận bình quân là gì? Là tỷ lệ phần trăm giữa cái gì ạ? Giữa tổng lợi nhuận và tổng tư bản ứng trước, các bạn thấy không? À, nó là tỷ lệ phần trăm giữa tổng lợi nhuận và tổng tư bản ứng trước. À, thế còn ở đây các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái lợi nhuận bình quân thì lợi nhuận bình quân ở đây là gì? Là số lợi nhuận bằng bằng nhau, là số lợi nhuận bằng nhau của các nhà tư bản, đúng không ạ? Dù được đầu tư vào các ngành khác nhau, mình người ta ta chia bình quân lợi nhuận trung bình của cả cái các nhà tư bản trong một xã hội, mà ta sẽ chia lợi nhuận bình quân bất kể cấu tạo hữu cơ của nó như thế nào. Như vậy thì cái lợi nhuận bình quân nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu tạo hữu cơ, hay còn gọi là cái C và V. À, C và V. Được chưa? Nó sẽ phụ thuộc vào cái C và V này. Cho nên cái phạm trù lợi nhuận bình quân này nó sẽ phản ánh điều gì? Vậy thì khi mà mình các nhà tư bản đều có lợi, nó sẽ phản ánh một điều đó là toàn bộ giai cấp tư sản đã bóc lột đối với giai cấp công nhân. Được chưa? Đó, còn cái tỷ suất lợi nhuận bình quân thì cái này khi nãy cô đã nói rồi. À, là tỷ lệ phần trăm giữa tổng lợi nhuận và tổng tư bản ứng trước. À. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng khi mà cái đối với cái công thức lợi nhuận bình quân thì các bạn sẽ thấy là P gạch ngang ở trên nó sẽ bằng cái gì ạ? Bằng P phải nhân với K. Như vậy lợi nhuận bình quân sẽ gồm có tỷ suất lợi nhuận bình quân và chi phí sản xuất, đúng không? Vậy thì khi mà cái giá cả sản xuất, các bạn chú ý cho cô, đối với giá cả sản xuất này, khi lợi nhuận mà nó chuyển hóa thành lợi nhuận bình quân thì giá trị của hàng hóa nó cũng sẽ được chuyển thành giá cả sản xuất thôi. Vậy thì cái giá cả sản xuất nó sẽ được tính như thế nào? Thì nó sẽ bằng cái chi phí sản xuất và cộng với cái lợi nhuận bình quân. Vậy thì từ đây các thầy cô có thể hỏi là giá cả sản xuất bao gồm những yếu tố nào? Thì các bạn trả lời được chưa? Vậy thì giá cả sản xuất bao gồm những yếu tố nào cả lớp? Cô mời Thành Phượng nào. Đúng rồi. Như vậy giá cả sản xuất sẽ gồm hai yếu tố, đó là chi phí sản xuất là K và lợi nhuận bình quân là P gạch ngang ở trên. Các bạn nhớ chưa? Đó. Chúng ta cứ tuân theo sách giáo trình thôi. Các thầy cô sẽ hỏi vậy thì cái giá cả sản xuất nó gồm mấy yếu tố, thì gồm hai yếu tố. Đấy, từ công thức mà chúng ta chỉ ra hai yếu tố đó, đó là chi phí sản xuất và lợi nhuận bình quân, các bạn nhớ chưa? Và trong cái giai đoạn tự do chủ nghĩa tư bản, cạnh tranh tự do, thì cái giá trị thặng dư nó sẽ biểu hiện thành lợi nhuận bình quân. Còn trong cái đối với cái quy luật giá trị thặng dư nó sẽ biểu hiện thành cái quy luật lợi nhuận bình quân. Còn những cái phần đến đó nó cũng hết rồi đó. Còn cái phần vận dụng thì các bạn về nhà các bạn xem nha cô, cái phần vận dụng này, phần này hai điểm này, đó là em xem mà cái kết quả cái mặt tích cực của nó là gì, mặt tiêu cực là gì, về nhà tìm hiểu cái mặt tích cực này, chỉ ra cái mặt tích cực này, thứ hai đó là mặt tiêu cực này. Và sau đó là đề xuất các cái giải pháp, nếu sau này thi vào còn biết đường mà làm thì tương tự những cái khác cũng như vậy. Để ra giải pháp là phải biết nhiều giải pháp vô, chứ không phải chỉ gạch vài ba cái đầu dòng thôi là các thầy cô cho điểm không có đâu. Như vậy là ba cái phần trên là hai thi cuối kỳ. Thì cô cũng nói luôn những cái ý mà sẽ thi giữa kỳ luôn, các bạn chú ý cho cô. Thì bây giờ lợi nhuận thương nghiệp á, thì cái phần này dễ, cô chỉ nói thôi, phần này không có thi cuối kỳ đâu. Thế lợi nhuận thương nghiệp là gì? Là một cái khái niệm các bạn cần phải chú ý cho cô. Đó là cái số chênh lệch giữa giá bán và giá mua, dễ.
đúng không ạ, thương nghiệp mà chỉ anh trao đổi mua bán. Vậy thì khi anh ta mua thì anh ta mua được rẻ, và khi anh ta bán thì anh ta bán đắt. Vậy thì cái này là anh ta có lợi nhuận đúng không? Nhưng mà cái lợi nhuận này do đâu mà có? Thực tế ấy, thực chất mà nó là do đâu? Thì thực ra bản chất của nó là từ quá trình sản xuất ấy. Bởi vì là cái nhà sản xuất đó, khi người ta sản xuất ra sản phẩm và người ta bán cái sản phẩm, chẳng hạn như nhà sản xuất bán là một sản phẩm là 500.000 đồng. Đây là nhà sản xuất, giá của nhà sản xuất. Thế nhưng mà cái anh sản xuất, anh không đem sản phẩm đi bán, và anh phải nhờ đến anh nào, một cái anh trung gian, đó là anh thương nghiệp. Thì khi mà anh sản xuất, anh để hàng lại cho anh thương nghiệp ạ, thì anh sẽ nhượng lại một phần, hiểu không ạ? Khi mà nhà sản xuất thu sản xuất, người ta đã có tiền lời rồi, và người ta sẽ nhượng lại một cái phần từ cái giá trị thặng dư mà nhà sản xuất có, nhượng lại một phần cho anh thương nghiệp. Ví dụ anh để cho anh thương nghiệp là bao nhiêu? Để cho anh thương nghiệp là 400.000 đồng. Lẽ ra anh bán là 500, nhưng mà anh để cho cái anh thương nghiệp này, anh để lại giá này, anh để cho cái tư bản thương nghiệp là 400.000 đồng. Và khi anh để cho các anh tư bản thương nghiệp 400.000 đồng thì anh được, như vậy anh thương nghiệp đã có được cái tiền từ cái anh tự anh sản xuất này là 100.000 đồng, hiểu không ạ? Mà cái tiền này thì từ cái sức lao động không công của người công nhân mà anh tư bản sản xuất, anh đã bóc lột công mà có rồi. Nó là một phần giá trị thặng dư của nhà tư bản sản xuất trả cho tư bản thương nghiệp. Do đâu? Vì sao? Vì cái nhà tư bản thương nghiệp này đã giúp họ tiêu thụ hàng hóa, họ không phải, có hiểu không ạ? Cho nên xét về mặt bản chất, thì cả lớp chú ý cho cô, xét về mặt bản chất, thực chất lợi nhuận thương nghiệp là được tạo ra từ trong lĩnh vực sản xuất, do anh tư bản sản xuất nhượng lại cho anh tư bản thương nghiệp. Được chưa? Đó là phần tư bản thương nghiệp. Bây giờ đến lợi tức này, cả lớp chú ý này, cái lợi tức này. Lợi tức ở đây là gì? Là cái tư bản mà đang có cái số tiền nhàn rỗi này. Anh ta đang đầu tư những chục khác thì không nói rồi, anh ta có tiền rồi. Bây giờ là anh quá nhiều tiền, anh đang dư một phần, tiền nhàn rỗi. Anh không biết, chưa biết đầu tư vào đâu. Thì trong lúc đó là có một cái nhà tư bản khác đang thiếu tiền để đầu tư sản xuất. Thì cái người này lại đang đi vay. Thế thì cái anh tư bản nhàn rỗi này, anh sẽ cho cái anh này đi vay tiền. Các bạn hiểu không ạ? Anh sẽ cho cái anh này đi vay tiền. Và sau khi vay tiền xong thì cái anh tư bản đi vay này, anh phải trả cái tiền lời cho cái anh tư bản cho vay. Cái anh này anh sản xuất nhá, anh vay là để anh sản xuất kinh doanh chứ không phải là anh vay để anh ăn chơi nhảy múa. Như vậy là anh sản xuất kinh doanh thiếu tiền, tôi đầu tư. Giống như các khác mà có tiền dư, các tiền khác đầu tư á, và khi anh sản xuất là anh phải trả tiền thôi, chứ khác hẳn với cái bọn xã hội đen nha. Không phải xã hội đen cho vay rồi người ta ăn chơi nhảy múa, cái này không phải nhé. Các bạn lưu ý cho cô, cái đó là vi phạm pháp luật đấy. Cái này là được phép, được pháp luật cho phép, được chưa? Anh sản xuất kinh doanh, anh phải có được cái quy trình sản xuất, có tất cả thông tin mà tôi đầu tư quyết định cho anh vay. Và khi anh ta sản xuất kinh doanh xong, anh ta có lời đúng không? Thì anh ta trả cho cái anh tư bản cho vay là tiền lời. Tiền lời đó thì được gọi là lợi tức cho vay. Nó chính là cái lợi tức đấy, hiểu không? Nó chính là được gọi là cái lợi tức. Cho nên lợi tức là gì? Là một khái niệm, các bạn chú ý cho cô này, là một phần của lợi nhuận bình quân mà người đi vay, tức là tư bản đi vay, người đi vay cũng là tư bản nhé, phải trả cho người cho vay vì đã sử dụng lượng tiền nhàn rỗi của họ. Vậy thì cái người đi vay này phải nhớ cho cô, họ cũng sản xuất kinh doanh. Họ cũng sản xuất kinh doanh. Cho nên thực chất cái nguồn gốc của lợi tức, khi mà cái người này sản xuất kinh doanh thì người ta cũng phải thuê công nhân và người ta cũng phải bóc lột sức lao động, bóc lột sức lao động của người công nhân của họ, hiểu không? Đó, cho nên cái nguồn gốc thực sự của lợi tức từ đâu mà có cũng phải trả lời được cho cô, đó là từ trong lĩnh vực sản xuất thôi. Đó, anh đi vay thì bóc lột công nhân của mình, anh cho vay thì gián tiếp bóc lột công nhân, hiểu không? Anh này bóc lột trực tiếp, anh đi vay thì bóc lột trực tiếp, anh cho vay thì bóc lột gián tiếp cả anh đi cái công nhân của những người
mà thế anh đi vay cho đi vay cho đi vay của họ đúng không ạ? Đó thì đây chính là cũng được tạo ra từ trong lĩnh vực sản xuất thôi. Vậy thì cái đặc điểm của lợi tức thì cái này sẽ tự xem à. Về tỷ suất lợi tức thì chú ý cho cô, nó sẽ là tỷ lệ phần trăm giữa lợi tức và tư bản cho vay, và thường tính theo là tháng quý và năm đó. Và cái công thức tính tỷ suất lợi tức, nếu gọi tỷ suất lợi tức là z phẩy, thì z phẩy nó sẽ bằng z chia cho cái tư bản cho vay nhân với 100%. Bạn thấy bạn như vậy tỷ suất lợi tức mà cao hay thấp thì nó sẽ phụ thuộc vào các cái nhân tố như sau: một là tỷ suất lợi nhuận bình quân, hai là cái tỷ lệ phân chia lợi nhuận bình quân thành lợi tức và cái lợi nhuận của nhà tư bản hoạt động, và thứ ba là có cái quan hệ cung cầu về tư bản cho vay. Ví dụ như anh nhà tư bản cho vay mà quá nhiều nhà tư bản đang tư tiền thì lúc đó cái tiền vay nó lại rất là rẻ, nhưng mà nếu mà vay nó khó thì lúc đó họ sẽ thấy là cái vấn đề đi vay là cái giá nó lại tăng ấy. À, thì đó là cái phần lợi tức lưu ý các bạn như vậy. Cuối cùng là địa tô tư bản chủ nghĩa nhé. À, cái địa tô là này các bạn chú ý cho cô á, địa tức là đất, các bạn nhớ chưa, địa tô địa ở đây này, là chúng ta đã nói cái phần đất, phần này nghe để thi giữa kỳ thôi, phần đất này. Thế thì ở đây địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trong sách giáo trình ghi rất rõ này, là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã làm gì, khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân. Bạn thấy không, địa tô là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp để trả cho địa chủ. Bạn thấy không ạ, khấu trừ đi cái lợi nhuận bình quân, phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi cái lợi nhuận bình quân rồi, tức là cái lợi nhuận trung bình mà các nhà tư bản đã nhận được là bao nhiêu. Và giá trị thặng dư trừ đi cái lợi nhuận trung bình thì nó sẽ ra được cái lợi nhuận lại cái phần địa tô, lợi nhuận trong đất, trong kinh doanh đất ấy. Đó, như vậy thì lợi cái ai chủ thể, ai sẽ là người được hưởng cái lợi nhuận địa tô này, ai sẽ là người được hưởng cái địa tô này, thì đương nhiên ông địa chủ đó là ông chủ đất. Nhưng mà ông chủ đất này nó khác với ông chủ thời kỳ phong kiến nhỉ, cả lớp nhớ chưa, cái chủ đất này nó khác với chủ đất trong thời kỳ phong kiến. Chủ đất trong thời kỳ phong kiến là địa chủ với nông dân là chủ yếu thôi, nhưng mà chủ đất trong thời kỳ này thì cái thành phần nó đa dạng, không phải chỉ có nông dân thôi. Và kể cả nhà anh tư bản mà đi thuê đất cũng vậy thôi, phải trả cho cái ông chủ đất này. Cho nên đầu tư vào đất đai nó cũng có rất là nhiều tiền lời đấy đó. Rồi, địa tô tư bản chủ nghĩa thì gồm có các cái hình thức như sau: gồm có một là địa tô chênh lệch, hai là địa tô tuyệt đối, và ba là địa tô độc quyền. Được chưa? Cái địa tô chênh lệch là gì thì tự các bạn về nhà các bạn xem. Các loại địa tô tự các bạn xem. Về ý nghĩa của việc chia địa tô thì các bạn chú ý cho cô, đó là Marx đã chỉ rõ cái bản chất của cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp. Cái quan hệ ở đây là cái quan hệ giữa ông chủ đất với chủ đất này, với những cái ông tư bản mà đi thuê đất này, và với những người công nhân trong nông nghiệp này. Đó thì các bạn sẽ thấy rất rõ nó khác với chủ thời kỳ phong kiến ha. Và đây là cái cơ sở khoa học để mà xây dựng các cái chính sách mà liên quan đến vấn đề về thuế khi mà có đất và thuê đất nha, đến cái điều tiết các loại địa tô và giải quyết đất đai. Thì đây là toàn bộ cái kiến thức chương số 3, học hết chương 3 là các bạn cũng thi sơ kỳ được rồi, được chưa? Đây chính là cái nội dung của chương số 3, các bạn có thấy khó hiểu chỗ nào không thì hỏi cô, lớp có thấy khó hiểu chỗ nào không thì hỏi cô. Tất cả mọi ý mà cô đưa lên trên bài giảng câu hỏi đều là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi hết, ý tổng quan sẽ có ý tổng quan, ý nhỏ sẽ có ý nhỏ. Lớp có hỏi cô gì không? Từ buổi học hôm sau cô nói cô sẽ không làm chủ cái hoạt động học tập nữa, làm chủ phải là học sinh viên, cô chỉ dẫn dắt thôi, và cô sẽ gọi sinh viên tương tác các nhóm thuyết trình. Những cái nhóm mà làm bài không đạt yêu cầu thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại nếu các bạn thấy sai. Phần lý thuyết khi yêu cầu phân tích phải bám sát vào sách giáo trình, rồi sang giáo trình là đều sai sót hết. Tại có ý kiến gì không?
có ý kiến gì không ạ? Rồi nếu các em không có ý kiến gì nữa thì hôm nay cô cho các em nghỉ sớm để chuyển sang ca học thứ hai. Cô chào cả lớp nhé. Chào cô.